quy hoạch vùng sản xuất giúp huyện Phụng Hiệp chọn lọc những cây trồng, vật nuôi chủ lực, qua đây đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, phát triển nhãn hiệu nông sản. Hiện thực hóa trụ cột nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp điều chỉnh bổ sung nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hai năm qua, huyện xây dựng nhiều giải pháp đưa nghị quyết này vào cuộc sống. Vườn sầu riêng hơn 5 hecta này là của nông dân giỏi cấp trung ương. Từ 180 cây, ông Lê Văn Sáu phát triển lên 1.000 cây. Ông chuyển từ phân hóa học sang phân hữu cơ và tuân thủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Dù rồi ông thu hoạch được hơn 100 tấn trái, doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Chú trồng 2 năm đầu xưởng đâu muốn hết phân nữa rồi. Như vậy là mình còn thiếu một cái gì đó. Chú mới mài ra trường Đại học Cần Thơ, qua năm sau là chú làm là hết sữa, lấy xuất khẩu nó bao tiêu nó mua hết rồi. Thành ra bây giờ ở trong cáp của chú bây giờ khoảng là cỡ 300 hecta, 400 hecta. Huyện Phụng Hiệp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của 15 câu lạc bộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện nay, huyện có gần 17.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tăng gần 10% so với đầu nhiệm kỳ. Các hộ này đều có mức thu nhập đạt từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng một năm. Huyện Phụng Hiệp ký kết hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, hướng dẫn người dân làm kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hơn 2 năm qua, huyện thành lập mới 7 hợp tác xã, 125 tổ hợp tác, có hơn 140 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Lobo Gáp. Chúng ta bố trí quy hoạch cái vùng nguyên liệu trồng và áp dụng cái việc và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu và đảm bảo uy tín trên thị trường để người ta đến với mình, người ta mua tiêu thụ sản phẩm làm ra. Đây mới là vấn đề rất quan trọng. Phát triển nhiều cái hộ dân cùng tham gia hợp tác xã rồi tiếp tục thực hiện cái mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chất lượng được đảm bảo là ổn định, không thay đổi. Cho nên cái việc mà chúng ta đảm bảo uy tín đối với các cái thương lái trên thị trường là đây là vấn đề rất quan trọng. Do đó huyện sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, vận động cho bà con mình để làm sao sản xuất đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Những cách làm hiệu quả giúp ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp chuyển từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn, chuyển từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, từng bước giúp phát triển nền nông nghiệp sinh thái nông dân hiện đại. Góp phần phát triển nông nghiệp là vai trò dẫn dắt của các hợp tác xã. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay ngành nông nghiệp tỉnh chọn được 15 hợp tác xã đầu tư toàn diện. Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, có trao đổi với chương trình về kết quả này. Xin ông đánh giá về kết quả sau 3 năm triển khai đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Đến nay thì đã xác định xong là 15 hợp tác xã tham gia đề án và đã xây dựng thành lập mới là 3 cái liên hiệp ở 3 cái ngành hàng trái cây và ngành hàng thủy sản và ngành hàng lúa gạo. Hiện nay đó phần mềm đó là hỗ trợ cho 24 lao động trẻ về làm việc cho 12 hợp tác xã và đã tiến hành tổ chức đào tạo tập huấn được 75 giám đốc hợp tác xã cấp giấy chứng nhận chức danh là giám đốc xã. Còn lại thì các cái tập huấn chuyên môn kỹ thuật thì chúng tôi cũng đã làm trong suốt cái thời gian vừa qua. Còn lại thì từ đây tới cuối năm thì tập trung vô một số cái việc tiếp tục là xây dựng mới cái bản đồ thổ nhưỡng về đất. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã đang hiệp đồng để thực hiện các cái việc này. Xây dựng 3 cái mô hình cái tuần hoàn thì đã làm được 1/3 cái mô hình. Và hiện nay thì còn một số cái nội dung khác là đang gọi là tổ chức quyết liệt triển khai để đạt theo kế hoạch tiến độ của đề án.
Thưa ông, hiện nay thì một số hợp tác xã còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận những hỗ trợ của đề án. Như vậy thì Sở Nông nghiệp cũng như là các ngành có liên quan sẽ có những kế hoạch như thế nào để hỗ trợ các hợp tác xã? Cách đây 2 tuần thì Sở Nông nghiệp chúng tôi đã thành lập một cái tổ gọi là tổ hỗ trợ cho các hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Thì tổ này do một phó giám đốc phụ trách làm tổ trưởng và các bộ phận chuyên môn để tham gia để hỗ trợ. Và đặc biệt nữa là 8 cái trưởng phòng nông nghiệp của cấp huyện cũng là tham gia với đề án để tranh thủ làm sao là làm việc trực tiếp với hợp tác xã để tháo gỡ những khó khăn, những cái giải pháp để chúng ta đẩy nhanh tiến độ dự án. Thì có thể nói thì qua rà soát thì cái việc lớn nhất là cái củng cố là hợp tác xã. Hiện nay thì hợp tác xã có thành lập rồi, cũng có nhiều năm rồi, nhưng mà cái vai trò, cái hoạt động, rồi định hướng rồi kia thì chúng ta tiếp tục sàng lọc, tư vấn lại. Thứ hai là những cái nhóm là thành lập mới, coi như mới hoàn toàn thì chúng ta cũng phải hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ đối với những hợp tác xã này. Để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, như vậy trong năm nay Hậu Giang sẽ triển khai những kế hoạch chương trình hành động ra sao, thưa ông? Theo Bộ trưởng Lê Văn Quang nói thì cái khả năng chúng ta làm cái liên kết theo cái chuỗi giá trị như thế thì chúng ta sẽ đa dạng hóa được, mở rộng cái không gian phát triển và mở rộng cái doanh thu, chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta có cơ sở để chúng ta tăng lên. Định hướng của tỉnh thì cũng đi theo cái hướng như thế. Và Hậu Giang thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là chúng ta sẽ làm được về cái sản xuất xanh, sản xuất sạch. Lý do là Hậu Giang thì nói gì nói nhưng mà cái diện tích đất chúng ta cũng còn rộng và người thưa và cái kỹ thuật thâm canh, siêu thâm canh thì chúng ta cũng so với các tỉnh bạn ít hơn. Tuy nhiên rằng để giải quyết được câu chuyện này thì không ai khác là cái vai trò hợp tác xã phải nồng cốt đi đầu và cái nhóm kỹ thuật thì chúng tôi sẽ thường xuyên tư vấn để giúp làm sao để đạt được những mục tiêu mục đích đó. Xin cảm ơn ông đã dành cho đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang cuộc phỏng vấn này.